Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video đó là lắp cái cầu nhỏ này vào và đi đào hố cột điện các bác nhá. Hiện tại thì bây giờ cái trục đường dưới ở cái đường to này này ở phía dưới này nó là ngã ba giao thông. Đó. Còn đây là bệnh viện Phương Bắc nha anh em nhá. Cái bệnh viện Phương Bắc này thì là đã đi vào hoạt động rồi từ rất là lâu rồi. Đường này thì đi sang phía bên Tân Hà, còn ấy đây là đi sang phía tỉnh đội. Đó thì do hôm nay là mình đào cái hố cốc cột điện ấy thì là nó chỉ là cái hố 90 thôi, rất là nó rộng 90 và sâu khoảng 90 thôi, cho nên là cái cầu to này của mình nó là 65 phân thì mình ý là mình đào nó sẽ không vét được, nó không vuông được 90 các bác. Thì mình bắt buộc mình phải đào cái cầu nhỏ. Thì bây giờ hiện tại thì do là cái chốt của cái ác chính của cái cầu kia là nó đang bị kẹt, mình không rút được ra. Đó thì bây giờ mới tháo ra được thì mình mới thay được anh em nhá. Thì vừa rồi phải dùng cái máy cắt để cắt cái chốt đi. Đó, bây giờ mình sẽ lên đây ngồi để mình chỉnh. Anh Sơn anh ấy sẽ lắp cái cầu nhỏ kia. Nó có một hệ thống căn nghĩa là bao nhiêu luôn. Bây giờ sẽ lắp cái áp chính này trước này. Cái này thì nó rất là rộng, căn tiếc nữa nhá. Nó rất là rộng. Cái hố căn nó hở khoảng 2 phân như thế này cơ. Cho nên là mình làm nó cũng mình căn nó cũng không thể mình làm nó cái gầu nó không thể zin như ở cái bên này gầu cứng này được. Cái gầu cứng cái gầu to bên này thì nó ấy hơn. Đây là chú Năng các bác nhá. Hôm nay thì cho đi chở đất để cái đất của mình đào cái hố kia là sẽ xúc lên xe ô tô. Căn căn đi, bên này có cho ít căn mà. Đóng cái chốt sang đi. Cái chốt thì hiện tại đang đóng, nó đang bị sang quá. Cứ đấy nhá. Nó hở nhiều quá thì sau này nó lắc lư các bác. Thì bây giờ mình quạt của mình nó mất điện. À đây cái điện của mình ở đây. Mình có hai công tắc dưới này thì để cả cái đường ấy đi cơ. Đây này, mình đấu riêng ở đây này. Này là phải quấn nó vào, không có là nó bị chật vào cái mát thì là nó nổ đến đẹp luôn đấy. Vâng. Bây giờ là được cái áp to kìa. Đó. Kia thì dùng chốt của cái chốt thì mình sử dụng cái thép 10 xoắn 10 các anh nhé. Bởi vì cái ốc thì thực ra nhiều khi nó hay bị gãy và cái xoắn 10 nó hay bị gãy, cho nên là mình không thể nào mình lắp ốc được. Lắp ốc nhiều khi vặn nhất nó mất công lắm. Còn cái sắt thì bẻ cong đi anh. À tí nữa. Không tí nó rơi đấy. À, bây giờ sẽ xuống cái gầu này để cho cái thanh kia nó tụt xuống để đủ màu các bác nhá. Hôm nay thì cái gầu nó hơi lắc rồi, thiếu căn. Ở đây đầy căn đây này. Cái cổ gầu đấy lúc nào phải cắt đi mà hàn lại, lõm quá. Lắp cái này nó hơi mất công một chút. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi. Thank you.
hết cơ rồi. Đúng không ạ? Đó, ok đã sang rồi các bác nhé. Đây này, nó còn thừa một cái đoạn căn, ba cái căn rất là dài. Cái đèn chiếu sáng của cái ấy này này. Vâng. Bây giờ nếu mà gần đây không có thì chở ra chỗ cái bãi của anh Tiệp này. Bãi ngay đầu cầu kia, bãi của anh Tiệp kia anh cần đất đấy nhỉ, bây giờ đang đổ đất đấy mà. Đấy. Bãi của anh Tiệp ấy. Xe ben nó đổ gần một nửa rồi. Đấy, cái gầu của mình nó tự co này, nó tự co lại. Cách bao nhiêu men? Đây này, có cái phanh đỏ đỏ này. Cái trên này nữa nó rơi. Rơi đéo được, nó chắc. Anh cứ ấn nó cong vào đi. Lúc cào ra. Không cào cái gì, em là cái người phải đi đóng vào, không cào. Anh có ở đây đâu, hay là lúc nào nó tụt em gọi anh ra nhé. Cứ bẻ nó cong đi, xong để cái búa ở lại, để cái búa lại đây cho em. Ờ, nó chắc, xong tí nó rơi ra, để cái búa lại đây. Búa này thì mới ấn được cái kia. Anh có ở đây đâu, đến lúc nó nọ nó rơi mầm. Như này nó mới không rơi, nó rơi ra là lại mất việc lắm. Lau cái này nó sạch đi. Cất vào đây đây nhanh nhé. Chúng ta ngồi lùi lại kia đây. Này này nó hơi lắc một chút rồi, nhưng mà vẫn xử lý được. Lùi lại kia đi. À, chở ở đây thì chắc không cần nó nào ra đường gì đấy. Quay lại nhưng mà hơi mang cái này để chở về nhà, đổ ở nhà các nhá, để lên xe đi, có là mình không mang nó đi theo được. Đây sợ nó rơi đấy. Cái gầu này khá là nặng, khênh thì khoảng mấy người mới khênh được. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra để đào cái hố cột điện kia nhé. Đây, cái hố thì nó ở giữa khu khu này, thì mình sẽ đứng vào cái giữa mép này. Còn lại bao nhiêu đất là sẽ xúc lên xe. Đây, cái hố đây nhìn nhá. Anh em có thấy không, nó hơi mờ mờ một chút đấy. Đó đi, nào thích coi đi, dừng lại. Rồi. Cầu này thì nó đào khoảng độ được khoảng 2 xẻng đất. Ăn vào đá, ăn vào thành cống à. Đấy, bấm cái mép này để cho nó vuông cái chỗ này. Nó đỡ bị vấp miệng.
nhanh gầy thôi. Hai xe rồi. Không xúc được đầy gầu coi như là, bởi vì đào cái móng vuông này thì nó mất thời gian lắm. Cái này có phần cấp phối của cái ấy rồi. Cấp phối của cái phần đáy cống. Biết buổi sáng này thì nó râm mát rồi, bây giờ nó lại nắng rồi. Đây tìm cái gò cổng. Đây có cái gò cổng ở đây. Gò cổng này người ta sẽ luồn cái hố cột điện, dây điện vào cái hố, cái cống đó. Cống đó là cống hố cột điện. Còn cái nắp hố ga kia là cái nắp cống nước anh em nhé. Nói là cái đất này người ta là đất mượn, đất đắp ở đây thôi, nhưng mà người ta lu lèn nó cũng chặt thật, đào nó cũng không thể lở lét, nó không thể ảnh hưởng gì. Rơi mẹ cái chốt đi đâu rồi? Chốt gầu nó lại rơi đấy anh em. Biết là nó rơi lúc nào? Thank you.
rồi mẹ chốt rồi. Chú bảo nó không công công. Rơi đi rồi. Các kiểu luôn. Đó, xuống đây mới xúc được cái cầu đầy. Được chưa? Kéo bao nhiêu nữa? Này nó bị vênh rồi, không vét được cái góc đấy. Mình sẽ xoay cái máy nó vuông ra đây. Ồ, đây, mới vét được cái góc này. Như là không nhìn thấy anh em nhá, bắt buộc là mình phải làm theo kiểu là vét dần đó. Ít một. Nó không có má, răng nó lại vẹo nữa. Máy thằng này.
này được gần một xe đây anh em ạ. Đấy, một nửa xe đây này. Hai hố là một xe. Đâu, cái góc nào? Vuốt cho anh một tí bên này nữa. Cái này cái má nó đấy có, nó không có cái má này này. Răng nó không đến được. Bây giờ đào sâu hơn xong anh xỉa ra anh san ra. Sâu hơn rồi. Sâu hơn rồi gì? Sâu hơn thì xỉa ra xong san ra thôi. Đây này, cơ bản là cái này nó cùn nó không có. Cái răng này nó lại ở trong nữa. Đào xong tao đi đào tay nữa thì... Cố cậy, cũng cơ bản này nó sạch rồi. Cái góc. Bên đây không vào được, vênh má gầu này không phải cái gầu để sửa cái đấy. Về nhà anh em nhá. Thì cái ấy đây mình. Giờ sẽ đóng cái chống sét này. Giờ sẽ đóng một cái ben. Ok cho coi nhá. Ok. Rồi mình xin kết thúc cái video đây các bác nhá. Ồ, video này khá là dài rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Vừa rồi vừa đào hoàn thiện một hố như vậy. Thôi chào anh em nhá. Ok, chào mọi người.